Chào mừng cả nhà trở lại với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay. Lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Canada, Mỹ cùng điều tra thảm kịch tàu lặn Titan. Chính phủ Canada mở cuộc điều tra về thảm kịch tàu lặn Titan bị phá hủy khi thám hiểm xác Titanic dưới đáy đại Tây Dương. Ủy ban An toàn Giao thông Canada TSB ngày 23 tháng 6 thông báo nước này có trách nhiệm điều tra về yếu tố an toàn trong thảm kịch tàu lặn Titan vì tàu mẹ hỗ trợ cho chuyến thám hiểm định mệnh là chiếc Bolabring treo cờ Canada. Chiếc Bolabring từng thuộc biên chế tuần duyên Canada trước khi được chuyển giao cho khu tự trị Mia Phuket ở phía nam đảo Newfoundland. Bolabring đóng vai trò là nơi thả và thu hồi tàu lặn Titan, cũng như giữ liên lạc trong suốt hành trình thám hiểm. TSB lưu ý, cuộc điều tra của cơ quan này chủ yếu tập trung vào những diễn biến và bối cảnh liên quan tàu Bolabring. Các điều tra viên đã được cử đến Esteghlal, Newfoundland, cảng nhà của Bolabring và tàu lặn Titan. TSB lưu ý, cơ quan này có thể mất nhiều năm để hoàn tất điều tra và không có quyền đưa ra kết luận về trách nhiệm hình sự hay dân sự của các bên liên quan. Trước đó, tuần duyên Mỹ cũng tuyên bố sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về toàn bộ thảm kịch tàu lặn Titan. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB cho biết vụ tai nạn trên đại Tây Dương thuộc sự kiện gây thương vong lớn trên biển. Do đó, trách nhiệm điều tra chính thuộc về lực lượng tuần duyên Mỹ và NTSB sẽ cử người hỗ trợ. Tàu lặn Titan mất liên lạc từ hôm 18 tháng 6, gần 2 giờ sau khi bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm xác Titanic. Tuần duyên Mỹ ngày 22 tháng 6 xác nhận tàu đã bị ép nát dưới đáy biển, 5 người trong khoang thiệt mạng. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488m. Giới chức Mỹ cho rằng tàu Titan đã bị nghiền nát do áp suất nước khổng lồ ở độ sâu gần 4.000 km, khiến các nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Nhưng hiện chưa rõ đây là do trục trặc kỹ thuật của tàu hay thao tác sai của con người. Các điều tra viên sẽ phải trục vớt các mảnh vỡ từ dưới đáy biển để tìm hiểu thêm thông tin. Nhưng nhiệm vụ này được cho là rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Tin tiếp theo, thảm kịch tàu Titan có thể thay đổi quy định hàng hải thế giới. Giống như vụ đắm tàu Titanic, thảm kịch tàu Titan được cho là sẽ thay đổi các quy định quốc tế nhằm ngăn sự việc tương tự. Sau khi tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi khổng lồ và chìm trong hải trình đầu tiên vượt Đại Tây Dương năm 1912, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, các nước ở hai bờ đại dương đã cùng cân nhắc nghiêm túc câu hỏi, liệu có thể làm gì tốt hơn để ngăn thảm kịch xảy ra? Kết quả là Công ước về An toàn sinh mạng trên biển SOLAS ra đời, được thông qua năm 1914, khuôn khổ của SOLAS vẫn duy trì đến ngày nay, với nhiều quy tắc được xây dựng dựa trên bài học rút ra từ thảm kịch tàu Titanic. Khi thảm kịch xảy ra với tàu lặn Titan trong chuyến tham quan xác Titanic tuần qua, khiến cả 5 người trong khoang thiệt mạng, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn những quy tắc quản lý loại hình du lịch thám hiểm cao cấp này. Tàu Titanic khởi hành từ Southampton, nó là tàu biển lớn nhất thế giới, được chế tạo bằng những công nghệ tiên tiến đến mức nhiều người tin rằng nó không thể bị chìm. Ngay cả Chúa Trời cũng không thể đánh chìm con tàu này, là câu nói của một nhân viên thuộc công ty White Star Line, chủ sở hữu tàu Titanic. Vào thời điểm nó được hạ thủy năm 1911, theo cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ, Titanic có các cửa ngăn và tự động đóng kín nước, đảm bảo hạn chế mọi sự cố thủng thân tàu, tránh gây nguy hiểm cho toàn bộ con tàu. Nhiều người còn cho rằng các quy định an toàn thời đó không được cập nhật để bắt kịp với công nghệ của tàu Titanic. Nhưng sau thảm kịch, người ta mới phát hiện ra rằng Titanic không có đủ xuồng cứu sinh. Một cuộc điều tra của chính phủ Anh, nơi con tàu ra khơi vào năm 1912 cho thấy các xuồng cứu sinh của nó có tổng sức chứa 1.178 người, chưa đầy 50% số hành khách và thủy thủ trên tàu. Nhưng theo các quy định năm 1894 của Anh, những tàu chở khách lớn nhất chỉ cần đáp ứng yêu cầu về tổng số sức chứa xuồng cứu sinh là 990 người. Theo một bài đăng trên blog từ Thư viện Quốc hội Mỹ, LOC về Titanic. Bài đăng cho biết các cơ quan quản lý Anh đề ra quy định về sức chứa chuồng cứu sinh dựa vào lượng dạng nước của tàu, chứ không phải số hành khách trên đó.
Ủy ban điều tra vụ chìm tàu đã chỉ trích Ủy ban Thương mại Anh, cơ quan quản lý vận tải, vì đã không cập nhật các quy định về an toàn. Trong khi đó, một cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ cho thấy rằng Mỹ khi đó sẵn sàng chấp nhận các quy định an toàn được Anh ban hành. Sau thẩm tịch Titanic, cơ quan này mới yêu cầu các tàu cập cảng Mỹ phải tuân thủ quy định do nước này đề ra. Titanic bị chìm vì thuyền trưởng đã cho tàu chạy hết tốc lực giữa biển băng và ban đêm, một đêm không trăng với tầm hình nhìn rất hạn chế sau khi đã được cảnh báo nhiều lần, ông nói. Chúng ta đang thấy điểm tương đồng ở đây với những lời cảnh báo về một tàu lặn không được cấp giấy chứng nhận an toàn nào. Bản tin thứ 3, Urina nói giai đoạn phản công chính còn ở phía trước. Quan chức Urina khẳng định đợt phản công đang diễn ra đúng kế hoạch. Giai đoạn chính còn ở phía trước và còn quá sớm để đánh giá được kết quả. Mỗi ngày chúng tôi đều đạt được bước tiến, Thứ trưởng Quốc phòng Urina Hanna Malia ngày 23 tháng 6 tuyên bố, tiến trình này dần dần diễn ra, quân đội chúng tôi đang giành được chỗ đứng trên tiền tuyến và tiến lên một cách tự tin. Bà Malia cho biết, các sự kiện lớn và đợt tiến công chính đang ở phía trước, quân đội Urina sẽ triển khai một số nguồn lực dự trữ cho đợt phản công. Bà Malia khẳng định, đợt phản công đang diễn ra đúng kế hoạch vì còn quá sớm để đánh giá kết quả. Không nên cho rằng đợt tiến công sẽ nhanh chóng diễn ra và kết thúc sau một giờ. Chiến dịch phản công không diễn ra như thế, bà Malia nói. Đồng thời thừa nhận các bãi mìn của Nga ở mặt trận phía Nam chắc chắn làm chậm tốc độ của đợt phản công. Theo Thứ trưởng Malia, Nga đang củng cố lực lượng dọc theo tiền tuyến cũng như điều động các đơn vị đổ bộ đường không VDV đến khu vực phía Nam và phía Đông Urina. Trong khi đó, lực lượng dự bị Nga di chuyển tới phía đông và đột phá bất thành phòng tuyến của Urina. Giao tranh rất ác liệt diễn ra tại Kubiansk và Liman trong hơn một tuần qua. Quân đội Urina ngăn được đối phương, bà Maria nói. Các đợt tiến công quy mô lớn gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Nga và giờ họ đã dừng lại. Cùng ngày, phát ngôn Bộ Chỉ huy miền đông quân đội Urina Sergei Serevasti cho biết lực lượng nước này đẩy lùi các đợt tiến công của Nga trên hướng Liman, Kubiansk. Đối phương pháo kích 535 lần vào vị trí của chúng tôi trong ngày qua, ông Sevevasti nói, đồng thời cho biết Nga không kích 4 lần và pháo kích 282 lần vào các vị trí của Urina gần Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 6 cho biết Urina nỗ lực tiến công nhiều nhất tại hướng Nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk. Quân đội Nga đẩy lùi 3 đợt tiến công của Urina tại hướng Nam Donetsk và 4 đợt ở hướng Donetsk. Không quân và pháo binh Nga tập kích tại các đơn vị Urina tại tỉnh Lugan trên hướng Liman. Urina tung các lữ đoàn do NATO huấn luyện cùng vũ khí phương Tây và đợt phản công bắt đầu từ đầu tháng 6. Giới chức Urina tuyên bố chiến dịch phản công thành công một phần và tái kiểm soát 8 làng. Tuy nhiên, quân đội Urina mất nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2 Ripley. Bản tin thứ tư, Urina ẩn mình chờ thời trong chiến dịch phản công. Chiến dịch phản công của Urina tiến triển chậm sau vài tuần, nhưng giới quan sát lẫn đồng minh cho rằng Kiev chưa tung ra hết được nguồn lực. Sau hơn 2 tuần từ khi thông báo chiến dịch phản công bắt đầu, quân đội Urina đã giành lại 8 làng ở mặt trận phía Nam với tổng diện tích khoảng 113 km², theo Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia. Tại mặt trận Donetsk ở phía đông, lữ đoàn bộ binh 68 Urina từ thị trấn Velika Novoskika đã tiến quân thêm được vài km hướng về thành phố Mariupol, cách đó khoảng 120 km. Các lãnh đạo Urina cũng như quan chức phương Tây thừa nhận những bước tiến này là chậm chạp và chưa đáp ứng kỳ vọng một chiến dịch phản công quy mô lớn, trong khi tổn thất mà Kiev hứng chịu được cho là quá lớn. Bộ phòng Nga tuyên bố Urina đã mất hơn 13.000 quân và số lượng đáng kể vũ khí kể từ khi mở chiến dịch phản công. Viện nghiên cứu chiến tranh ESW trụ sở ở Washington cho rằng Kiev nên ngừng phản công trong thời gian ngắn để đánh giá lại chiến thực sau khi đã hiểu rõ hơn 14 phòng của quân sự Nga, điểm yếu và điểm mạnh của mình trong những trận đánh mở màn. Thứ trưởng Quốc phòng Urina Malia ngày 20 tháng 6 thừa nhận phòng tuyến của quân đội Nga xây dựng hơn một năm qua dọc theo tuyến tiến dài hơn 1.200 km, rất khó xuyên phá. Bà nhận định đối phương đang dùng toàn bộ lực lượng để chặn đứng cuộc phản công với nhiều đơn vị thiện chiến nhất từ Kherson và đã được tái bố trí tới mặt trận Donetsk và Zaporizhia. Tuy nhiên,
Malia nhấn mạnh chiến dịch phản công bao gồm nhiều mục tiêu và quân đội đang triển khai đồng loạt các mũi đánh. Hành động của đối phương vẫn nằm trong dự đoán, trận đánh lớn nhất rồi sẽ xảy ra, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói. Giới quan sát cũng nhận định Ukraine chưa tung hết nguồn lực trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công. ISW từng này đánh giá phần lớn các lữ đoàn chủ lực của Ukraine chưa tham chiến và Kiev cũng chưa cho thấy mũi phản công chủ lực sẽ nhắm vào khu vực nào trên chiến tuyến. Trước khi phát động phản công, quân đội Ukraine đã thành lập thêm 12 lữ đoàn tinh nhuệ, biên chế các binh sĩ được phương Tây hỗ trợ huấn luyện và trang bị vũ khí. Quan chức Ukraine cho biết họ mới tung ra 2 dự lữ đoàn trong số này, nhưng không tiết lộ các đơn vị còn lại đang thực hiện nhiệm vụ gì và bố trí ở đâu. Một số chuyên gia ước tính Ukraine mới chỉ sử dụng khoảng 1/4 lực lượng chủ lực trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công. Tổng thống Séc Bek Pavel, người từng giữ chức chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, đánh giá Ukraine chưa bước vào giai đoạn phản công tổng lực. Ông cho rằng những trận đánh mở màn được tiến hành rải rác dọc theo tuyến tiến có thể là bước đầu chừng mực của quân đội Ukraine. Những trận đánh này cho thấy ông Gerasimov thật sự lo ngại viễn cảnh Ukraine tạo được đà tiến công đáng kể ở mặt trận phía nam, tái kiểm soát nhiều lãnh thổ và đe dọa bán đảo Crimea. Ông ấy rất muốn kéo lực lượng Ukraine sang phía đông và tái lập tình trạng chiến sự giằng co nhằm bào mòn sinh lực đối phương, Ryan nhận định. Như thường lệ ở các video trước thì bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong series tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5, thì chúng ta hãy bắt đầu vào bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Trùm Wagner tuyên bố bắn rơi trực thăng quân đội Nga. Rigozhin thông báo các tay súng Wagner bắn rơi trực thăng quân sự Nga khi nó nổ súng vào đoàn xe của lực lượng này đang tiến vào tỉnh Rostov. Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, rạng sáng 24 tháng 6 thông báo đang dẫn đoàn xe chở hàng nghìn tay súng dưới quyền từ chiến trường ở Ukraine vượt qua biên giới Nga, tiến vào tỉnh Rostov ở miền nam để đòi công lý. Prigozhin trước đó cáo buộc Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh phóng tên lửa tập kích trên trại của Wagner. Theo Rigozhin, tướng Gerasimov đã đăng lệnh triển khai trực thăng quân sự tấn công đoàn xe của tập đoàn quân sự tư nhân đang tiến vào Rostov. Ông ta không quan tâm mình đang giết ai, ông Rigozhin nói, đồng thời khẳng định một số phi công từ chối mệnh lệnh của Gerasimov và bày tỏ biết ơn đối với họ. Rigozhin sau đó tuyên bố lính Wagner đã bắn hạ trực thăng quân đội Nga sau khi phi công nổ súng vào đoàn xe. Tuy nhiên, lãnh đạo Wagner chưa công bố chi tiết về diễn biến, vị trí và hình ảnh liên quan. Trước đó, ông thông báo lực lượng Wagner đã được lực lượng biên phòng ra chào đón khi tiến vào từ khu vực tán chiến ở Ukraine vào tỉnh Rostov. Các đơn vị được Bộ Quốc phòng điều đến để cản đường chúng tôi đã tránh sang một bên, Trùm Wagner nói. Ông khẳng định lực lượng của tập đoàn quân sự tư nhân chỉ giao chiến với quân nhân chuyên nghiệp, không phải những binh sĩ trẻ tuổi và được gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hủy diệt bất cứ kẻ nào ngán đường. Chúng tôi đang tiến lên và sẽ đi đến cùng, Rigozhin nói. Trong khi đó, tỉnh trưởng Rostov Vasily Gulubets kêu gọi dân chúng bình tĩnh và ở yên trong nhà nếu có thể. Tình hình hiện nay đòi hỏi tập trung tối đa mọi lực lượng để duy trì trật tự. Các cơ quan thực thi pháp luật đang làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho cư dân trong khu vực, ông Gulubets thông báo. Cơ quan an ninh Nga FSB ngày 23 tháng 6 thông báo mở cuộc điều tra với ông Rigozhin về hành vi xúi dục nổi loạn khi kêu gọi lực lượng Wagner chống lại Bộ Quốc phòng. FSB công bố quyết định khởi tố sau khi ông Rigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bay tới Rostov để chỉ đạo nhiệm vụ tập kích tên lửa nhằm vào trại huấn luyện của Wagner gây thương vong lớn. Adam Hood, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói, Nhà Trắng đang theo dõi tình hình liên quan Wagner, đồng thời sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác về vấn đề. Ông Hood cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về tình hình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Và để ủng hộ mình, cả nhà hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin kính chúc cả nhà có một buổi chiều là vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và người thân bạn bè của mình nhé. Và bây giờ thì mình xin
Kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.